nhà mình đâu anh? Nhà thứ ba, bên tay trái bên tay phải. Bên trái. À, cái này thì không ô tô vào được nhỉ? Không vào được. Thế thì chỉ có bê vào thôi nhỉ? Anh có cái xe bò kia đúng không? Vâng. Nhưng mà có mượn được không? Cho xe bò bê cho nhanh. Mượn được em ấy. Đó đây xe bò đây anh. Được nhỉ? Cái này thì sao? Này không có cái gì để lót ở dưới nhỉ? Thôi được rồi. Con xe có cách. Đây cho cái này vào đây. Được luôn. Trưa này anh có qua cho chúng em đúng không nhỉ? Vâng, bố em ra. À bố anh à? Thế anh tên Lượng hay bố anh tên Lượng? Bố em. À bố anh tên Lượng. Lượng được đấy. Để nghiêng được. Thấy không? Không sao nhỉ? Nên cho cậu vào shop đi. Ê, tránh nhà nào, đánh cái siêu xe ra con này. Đấy. Chú đi nhờ nhá. Cái shop quẹt. Cái shop quẹt. Bỏ bớt thùng này cho nó gọn. Đấy. Hết lái. Thả đi, hàng về các bác ơi, hàng về. Ờ, anh chào bác. Toàn nóng lắm đấy. Thấy cho nó ấy quá. Tất cả là hàng mới hết. Yên tâm. Đẹp trai trong ấy rồi. Đẹp trai hơn, có tivi rồi. Em cảm ơn anh. Như thế nào bác đi đọc thấy chú hát là bác đi mua của chú. Em này hát bài tình đất này hay không? Thích bài tình đất này rồi. Cảm ơn anh. Em chào chị. Em chào chị ạ. Đâu mình để đây luôn ạ. Để đây luôn. Đâu thế bây giờ tivi lại để đâu? Để tạm thời thế thì để thiết kế một loa đây. Nhà sẽ thiết kế chỉ cái này thôi. À. Thì để xong để đây. Để một loa đấy được không? Để trên két sắt hay không? Để đây không được. Để ngang tay hay nhất. Đây, đây. Đây, à, đây một được. Đây một quả. Kia một quả. Được xong rồi. Rồi. Vâng. Đây cũng được. Đây dòng này đúng không? Ừ. Ok. Ở sao tivi mình không treo lên? Vì học nơi để mua khác. À. Nhà chú không có để lấy luôn tivi rồi. Vâng. Để sạc con này là sau đầu mua sau. Vâng. Ok. Để đây xem nào. Đây thử bộ xem nào làm nước đi. Cái bài hay quá thì mua. Chỉ vì tính đất là mua. Đấy, bài hay mua đi. Nó hợp rộng hay. Hôm trước em nhớ là anh lấy một bộ rồi mà nhỉ? Đâu không. Em nhìn anh quen lắm. Không. À. Có thằng chống luận ở trên cái cư làng này mua 37 triệu. À. Đấy, mua 37 triệu. Xong rồi anh ấy giới thiệu cho anh nhỉ? Ừ, đó là cháu mà. À. Thì xuống nhà chơi, nó giới thiệu. Vâng. Tức là anh xuống nhà anh chơi. Rồi. Xong thấy hay xong rồi anh lại mua. Rồi, đúng à, rồi. À, cảm ơn anh. Nói chung là ở nhà quê nó là như thế. Dạ, đúng rồi. Chẳng qua là vì cái lòng tin mua thôi. Dạ. Em cảm ơn anh. Tức là biết qua anh ấy thì anh có tham khảo, có nghiên cứu từ đâu. Ok, rồi, hát rồi rồi. À, hát rồi nhỉ? Ưng rồi đúng không? Bây giờ chỉ có là thực tế đến tận nhà các bạn thôi. Cái này có thể tháo được đây. Anh biết rồi, anh biết rồi. Vâng, đấy. Cái này là bản mới này. Thì nó có cái e-căng. Chào mừng. Cứ để tạm đi xong rồi anh thiết kế xong. Cứ để tạm chơi nhá. Cái này nó có chiều của nó này. Đây, nó chật đây này. Đấy. Đây là bạn út nhà anh ấy hả? Đâu đấy cháu. Cháu à? Đây, nhìn giống cái này. Nhà anh trước này đã có bộ nào chưa? Ngày trước cái bộ ngày xưa bộ đẻo đi. Thế á? Là dùng cách đây có 1,20 năm. À thế á? Cho chán đi, bị hỏng rồi. Ổ điện lai. Nếu ổ điện thì giờ cháy. Có ổ điện không em mượn cái? Có. Anh cắm cái gì đấy? Cắm điện à? Cắm điện. Để em giữ cho. Em giữ cho, đấy. À rồi, ok. Thế như nhà mình mới sửa lại chứ đúng không? Anh đấy, anh đập qua làm lại.
À mới xây mới luôn à? Không, có nghe trước kia là có người vẫn nhà này nhưng đập tường đi làm lại. À, à. Tường nó mốc. Ốp lại hết đá. Ngày xưa ở đây đất làm rượu đấy. À thế à? Nhưng mà mình nhà mình có nấu rượu không? Không, bây giờ ít lắm, bây giờ hầu như là bỏ hết. À, thế bỏ mất phí một cái làng nghề truyền thống nhỉ? Đâu đi kêu đầu ra cũng tiêu thụ được. À thế à? Không cạnh tranh được với đội nấu công nghiệp được, đúng không? Nói chung là đầu ra là quan trọng nhất đầu ra. Đầu ra có gì thế. Đấy, rất là tiếc nhỉ? Làng Vân này nổi tiếng mà. Đúng rồi, những cái bên đấy hôm nay trước nổi tiếng mà. Nhưng mà không còn nhà nào nấu rồi? Có ạ, có nấu ít lắm. À, không đáng kể. À thế. Rồi đến vào đầu tay thôi. À. Số nhà nấu ít mà số lượng ra không nhiều. Thế vậy rượu rượu đâu vậy? Rượu không phải rượu nấu à? Rượu công nghiệp. Không, rượu nấu người ta làm quy mô lớn, những người người ta thị trường làm tốt có khách về. À. Quy mô lớn thì làm ra. À thế. Thì số lượng người nấu thì ít đi. Bây giờ người lớn nấu mà toàn bằng máy chứ, đúng không? Không phải máy, nghĩa là nấu ngày xưa một cái than bây giờ nấu cái gì? Bơm điện đấy, bơm điện đấy. Máy móc hỗ trợ. Cho lên luôn. Đâu để thử ra anh thử ra. Thử đã. Con em bảo nhá, có lúc nào mà anh ở khách to to lên một tí vì nó có cái quạt gió ở đây này. À. Được chưa? Rồi. Chạy nóng nó sẽ thổi cái hơi nóng ra này. Rồi. Con khoét cái nào to ra? Đúng rồi. Cái nào? Khoét nào to ra? Thì anh đặt đâu thì anh ướm chừng một cái lỗ to to bằng. À, đúng rồi. Rồi. Bằng một cái bát ăn cơm chẳng hạn. Ừ, cái lỗ hơi gió thì nó sẽ thổi ra này. Rồi. Ờ thế. Đấy, xong rồi mai khoét thì đặt vào sau. Ừ, được tạm ở đây. Đúng rồi, cứ chưa tạm đi ạ, đúng không? Nó nóng rồi. Để bọn em căn chỉnh cho nó ok đã. Trong kia là chưa có. Chưa có. Mở cửa đây có biết không? Mở cửa ra được. Không, cứ mở cái này ra này. Mở cửa ra được. Cái cao đó gì? Nhưng mà thông nhất được sau thì tốt nhất. Rồi, sao được không? Nó có gió như kiểu nhà ấy. Nó đẩy ra. Có hướng vào hướng ra. Rồi, đẩy ra được rồi. Thiết kế xong. Nó sẽ đẩy ra ngoài. Tạm thời đẩy trên trọng. Xong lập trình hết rồi, sao chỉ có to nhỏ thôi không? Đúng rồi, em cài sẵn là chỉ có to nhỏ thôi. Dễ dùng lắm anh. Anh cầm một đầu anh nhấc hẳn lên. Đừng tí tay màn hình anh ạ, chỉ cầm cái cạnh thôi. Tí màn hình nó bị vỡ. Vỡ gọn thôi. Cứ là nhìn mình trướng lắm. Ừ, có nghĩa là cứ để trên cao xuống gọn gàng làm chị đấy. Nghĩa là hai cái bằng nhau mới hay vậy hay nào? Thì đúng rồi, mọi lần sẽ là để hai cái bằng nhau là hay nhất. Hai đấy á? Đấy là để một ra bên này một ra bên kia. Nhưng mà do cái không gian nhà mình là thiết kế này vậy. Thôi cứ để anh trên được. Để trên này có bị che cái ảnh cưới kia không? Ờ đấy lại che ảnh cưới. Ừ đấy. Thôi ý của em là như này, cứ đấu cho chơi đã. Xong mình sắp xếp sau. Thôi cứ đã bảo cứ đấu để chơi tạm đi đã. Hiểu chưa? Cho một cái đấy đi. Xong rồi đấy đi. Không, để đây á là phải có tấm gì kê không, nó sập cái tấm lông nhựa này. Mới lại mới lại phải kê vào đây đi em. Vào đây đi kìa. Luôn lại cái dưới nền thôi. Anh ơi, cái đồ cái khâu, anh đứng ở góc đấy. Thế là cái khâu làm đẹp là nó phải bạc với nhau. Còn đâu là để chơi cho âm thanh kêu đã. Vâng, đúng rồi. Cái chỗ là loại này. Dạ. Mua thì mua còn biết gì phải loa đâu. Mình không, mình cứ cảm nhận. Cảm nhận không thì... Cảm nhận nó phù hợp với cái mình đang mong muốn. Là âm thanh thì nó vô cùng lắm. Vợ mắng suốt đây, nặng quá, vợ 80 triệu thôi. Đấy, 25 triệu. Vợ nào chả kêu thế. 10 người thì 9 người kêu đắp. Kể cả bộ bao nhiêu anh mua nhưng vẫn kêu đắp. Thì có đàn ông anh em mình khoái cái món này thì mới biết là thấy giá trị. Bây giờ đạt cái trình độ gọi là không cần nhìn vẫn xỏ được dây đúng không? Gấp nhiều quá rồi anh ạ. Bây giờ trình độ là nhắm mắt cũng cắm được dây rồi. Sao là biết? Sao là biết? Cái bộ của anh là bộ em bán gọi là khá chạy nhất. Trong cơ bản nó vừa tiền. Nó vừa tiền đúng không? To tiền quá này. Tầm này hai mấy triệu là ai chả mua được. Nhưng mà tầm cao hơn nữa thì lại kén kén người chơi hơn. Thank you.
Rồi thì anh em chúng em đã lắp đặt xong xuôi cái bộ dàn này rồi cho anh Lượng. Thì cái bộ dàn của anh Lượng thì là một cái bộ dàn quốc dân, gồm có một cặp la sơ 12 vắt 30 xếp kèn đây, cái bản màu gỗ nhá. Nhìn rất là đẹp và hài hòa cùng không gian nội thất đồ gỗ của anh. Và phía dưới kia là một con trầm S1200 vắt 30 nữa. Đấy, con bản trầm điện cũng là màu gỗ, đồng màu cùng với C12. Và trung tâm điều khiển thì một chiếc đẩy liên vang X24. Cái X24 này thì được tích hợp tất cả trong một rồi, vừa là cục đẩy, vừa là van số, vừa là giải mã, rồi equalizer số và một bộ mic không dây nữa. Đấy, mic không dây thì 321, phiên bản 4 dâu sóng quải đấy. Và bây giờ cái bộ dàn này thì tổng trị giá là 27.500.000 đồng thôi. Với không gian gia đình 15 đến 20 mét vuông trở lên là chúng ta có thể chơi bộ dàn này thoải mái rồi. Có thể không gian tầm 57 mét vuông vẫn chơi được bình thường các bác nhé. Với chất lượng âm thanh thì rất tuyệt vời, trong trẻo ngọt ngào. Ngọt ngào. Tiếng mic thì rất là dày, ấm, nội lực và hát rất ngọt ngào đấy. Tiếng nó bay sáng nữa. Anh Lượng vừa bảo là theo dõi bọn em bao lâu rồi nhỉ? Rồi, trước kia phải gần năm rồi, nhưng anh ấy chưa có số quét được. Anh đang đắn đo cả cái loa keo xanh cơ, anh xem nghiên cứu như thế nào. Anh xem tay đấy thá đâu rồi? Lý do gì lựa chọn vào lắp đấy? Anh xuống như giữa thành cháu đấy. Thì thấy cái hay quá. Thế thế là nghe của cháu thực tế trên đây hôm nay bọn em lắp bộ này thấy hay chưa? Hài lòng chưa? Nói chung là giá tiền như này thôi thì rồi. Chơi âm thanh vô cùng phải không? Mình cầm cái khối tiền của mình. Mình cứ thấy hài lòng.
con gì nó này chơi game dần nó vô cùng lắm. Tập dần có bao nhiêu con gì? Thì nói chung là tập dần quan như này là ok rồi. Ổn, con. Rồi nếu mà có game nào là Vân thích cho là gì thế nhá? Ok, rồi. Ok. Chúc anh sức khỏe. Ok, cảm ơn em. Ô tô vẫn qua được hả? Còn qua được. À, xe 5 tấn vẫn qua được. Tiến hành cho năm nay đi ha. Đàng hoàng gì. Bây giờ phải xem cô gà khỏe đi không. Gà khỏe đúng không? Phải có tiêm cái cây đi. Ok, đúng rồi. Khát nó mới vào. Khát nó nhặt mồm. Đất nhặt mồm. Đấy nhà mình là nấu cỗ hay sao anh? Cỗ gì? Nhà nấu ăn đấy, cỗ gì? Đây đây, sao có máy xay giò đây đúng không? Đồ nghề của anh đấy. Đồ nghề của anh. Đồ kiếp sống hơn đấy. Nhưng mà làm gì cái này? Cái này để làm gì? Làm xúc xích. À, làm xúc xích à? Nghe quá đấy. À, hay quá. Được nha. À, dưới này là tầng hầm à? Đấy là đấy, nấu ăn. Nấu ăn mà. Đây là tầng hầm hả chị? Cái ngoài này, nuôi lợn, à. Này em cân nắp, này em thịt. Hay quá. Để không phải thịt, là tuyệt đối, không phải công thịt. Đây là chỗ anh nuôi lợn này. Cân bán thịt dần. À. Thôi em cảm ơn anh chị nhé. Chúc anh sức khỏe nhá. Chào cả nhà nhá.